trở lại với kích thước cũng là 6m3 ở phiên bản là vỏ vọt. Thì đối với chiều rộng ngang của chiếc vỏ 6m3 vọt này là rộng 90cm, chiều cao mặt nước là 35cm, với sức tải của chiếc này sẽ là 650-700kg anh chị. Thì khi anh chị gặp hàng, bên em có tặng kèm theo cho các anh chị là cây dầm, bộ máy và một khung để anh chị có thể là kê cái nền máy của mình nè các anh chị. Thì chiếc này em được giao đi cho anh khách tên là anh Văn Tưởng ở Bình Gia, Lạng Sơn các anh chị. Thì sau đây em cũng xin cảm ơn anh đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite, một chiếc vỏ lại với kích thước là 6m3 ở phiên bản vọt. Thì sau đây em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại cho những anh chị nào quan tâm và sở hữu chiếc vỏ lại 6m3 vọt này. Ở miền Bắc sở hữu chị với giá là 10.500, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 10.300, anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 8.900, và anh chị ở miền Đông sở hữu chị với giá là 9.500. Thì giá này là đã bao gồm phí vận chuyển đến tận nhà cho các chị ha. Thì sau đây em cũng xin cảm ơn 4 anh chị ngày hôm nay đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite, 4 chiếc vỏ lãi 6m3, 3 chiếc tải và 1 chiếc vọt nói chung, và tất cả những anh chị đã ủng hộ Trung Tính Composite trong suốt 14 năm qua nói riêng. Sau đây là em xin kính chúc tất cả các anh chị đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite trong suốt thời gian qua. Để đặt hàng thì em có để số điện thoại 0939 333 400 hoặc là 092345 1926 ở trên màn hình đó các anh chị. Hoặc là và để ngày cải thiện và càng ngày càng cải thiện chất lượng và càng ngày càng cải thiện chất lượng phục vụ của khách hàng đối với bên Trung Tính, thì em có để số điện thoại của em là 0911756789 để anh chị có thể là góp ý về đơn hàng hoặc là những vấn đề thắc mắc nào hoàn toàn có thể là gặp trực tiếp em. Và sau đây là em xin kính chúc tất cả các anh chị luôn gặp thật là nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng Trung Tính Composite trong suốt thời gian qua. Em xin chào ạ.